Mặc dù có sự đa dạng về dân tộc, Singapore vẫn được định hình bởi địa lý của mình. Thành phố quốc gia này được bao bọc xung quanh bằng một bến cảng lung linh ánh nước, gồm một đảo chính và 63 đảo nhỏ. Các cái bãi biển ở đây có cát trắng và đủ loại cây cọ. Và cuộc sống về đêm thì rất là nhộn nhịp ở các trung tâm, cho bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất về châu Á. Thì nền văn hóa đa dạng, sự tinh tế của đô thị, Singapore hiện nay là nơi được lựa chọn làm điểm đến du học tuyệt vời của du học sinh Việt Nam. Thì hiện nay nếu mà các bạn đang muốn tìm kiếm các suất học bổng cho chương trình đại học hay là thạc sĩ tại Singapore, thì Tân Đại Dương xin bật mí với các bạn thông tin mới nhất được cập nhật tại trường Đại học Sam Cúc khi các bạn đăng ký tại văn phòng Tân Đại Dương. Thì các bạn sẽ có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 50% học phí. Cụ thể là học bổng trị giá 16.852.5 đô la Singapore, tương đương là 273 triệu Việt Nam đồng cho chương trình thạc sĩ, và 25.076.5 tương đương là 407 triệu Việt Nam đồng đối với chương trình cử nhân. Và thời gian đăng ký đối với chương trình học bổng này hạn là ngày 6 tháng 6 năm 2015. Để tham gia cái chương trình xét học bổng tại trường Đại học Sam Cúc, các bạn có thể liên hệ công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là truy cập website tandaiduong.edu.vn để đăng ký. Thì du học Singapore nhận bằng Úc cùng trường Đại học Sam Cúc là một trong những trường đầu tiên và hiện nay duy nhất tại Singapore đạt chứng nhận EduTech Star. Thì trường Đại học Sam Cúc là trường đại học công lập hàng đầu của Úc, được thành lập từ năm 1970, có 3 phân viện chính tại Thauville, Cam và Singapore. Trường được xếp hạng trong top 3% các trường đại học hàng đầu trên thế giới, đồng thời là trường dẫn đầu về nghiên cứu khoa học nhiệt đới tại Úc, top 2% các trường đại học hàng đầu trên thế giới về chuyên ngành IT, khoa học môi trường, quản trị kinh doanh, kế toán, marketing, kinh doanh quốc tế, quản lý nhân sự, tâm lý học, và đồng thời là top 12 trường đại học hàng đầu trên thế giới về giảng dạy chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn. Du lịch và khách sạn xếp bảng xếp hạng học thuật của các trường đại học trên thế giới, Đại học Sao Tông Thượng Hải năm 2014, và bằng cấp đại học của trường Sam Cúc được công nhận trên toàn cầu. Học sinh theo học tại các trường đại học Sam Cúc Singapore có bằng cấp giống hệt như là học sinh đang học tại trường Sam Cúc ở Úc. Thời gian học tập tại Đại học Sam Cúc Singapore được tăng cường và rút ngắn, cử nhân 2 năm, thạc sĩ là 1 năm, nhằm giúp cho học sinh tiết kiệm chi phí ra trường sớm, cũng đồng nghĩa với việc có cái cơ hội chuyển vọng nghề nghiệp. Đối với cái chuyên ngành kinh doanh thì học sinh có thể đăng ký học song ngành mà không cần đóng thêm học phí và được tham gia vào các cái chương trình kết nối phân viện. Thì học sinh được chuyển hai cơ sở còn lại của trường tại Úc trong 2 học kỳ đối với bậc cử nhân và 1 học kỳ đối với chương trình thạc sĩ. Với cái mức học phí giống như tại Singapore, thì như vậy học sinh có thể được trải nghiệm tuyệt vời tại hai quốc gia đó là Singapore và Úc với học phí vô cùng là tiết kiệm. Đối với chương trình kết nối phân viện này, khu học xá Singapore sẽ đảm nhận toàn bộ việc visa chuyển sang Úc cho học sinh. Để chi tiết hơn về cái chương trình học bổng tại trường Đại học Sam Cúc cũng như là chính sách visa chuyển sang Úc như thế nào, các bạn có thể liên hệ công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là số điện thoại 0838484879.